xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu, vì lo cho ba má, cho em mà, nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Anh kể về những ngày xưa lúc anh còn chạy con dream trên đường, sự xóa sáng đến tận trưa, tóc tai vuốt ngược bạnh như đan trường. Nhưng mà anh có tính hay ngại, tụi con gái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích chứ một khi nhích thiếu gì vài em. Chuyện ngày xưa.